Chúng ta sẽ đến với một số ví dụ minh họa ngay sau đây. Rồi, ví dụ số 1 của chúng ta như sau. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc là phân tử có trong mỗi lượng chất sau đây. Ý A là 1,5 mol nguyên tử nhôm. Ý B, 0,1 mol nguyên tử lưu huỳnh. Ý C, 2 mol phân tử hiro. Và ý D là 0,5 mol phân tử natri clorua. Được chưa nhỉ? Vậy thì với cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ giải đáp như thế nào? Chúng ta hãy chú ý lên trên bảng nhé, cùng với thầy Duy. Rồi, ví dụ 1. Đúng không? Đấy, thì đầu tiên ý A này. Đấy, số nguyên tử của nhôm ở trong 1,5 mol, đúng không ạ? Vậy 1,5 mol chứa 1,5 mol. Chứa nào, chúng ta chú ý chứa bao nhiêu ạ? Đấy, chứa ở đây sẽ bằng 1,5 này nhân với N, đúng không? Bằng 1,5 nhân với 6 nhân với 10 mũ 23. Đúng nhỉ? Đấy, đây chúng ta nhìn này, đây là 6 nhân 10 mũ 23, đây là cái N của chúng ta. Số Avogadro,